Bộ phim Hiệp Thám Giảng Bất Tri. Tập 5. Ta vẫn còn nhớ mùa xuân năm đó. Chính là lúc qua một miên nữ khắp Giang Nam. Chàng ấy vì cứu ta mà trúng độc, mà hoa đỏ chói rực cả một khoảng trời, càng làm nổi bật sắc mặt nhợt nhạt của chàng ấy. Chàng ấy bảo phải về Sơn Trang để giải độc, giải độc xong sẽ lấy ta làm vợ. Lúc chia tay, chàng ấy đã tặng ta thanh đao mà chàng ấy quý nhất. Ta tặng cho chàng ấy miếng ngọc bội. Sau đó ta chờ đợi, chờ mãi, đợi mãi, cho đến khi hết mùa hoa mộc miên. Ta nhẫn tưởng qua một miên phai màu là lúc chàng ấy sẽ quay trở lại, nhưng không ai nói với ta khi qua một miên lìa cành, nó vẫn giữ được màu sắc vốn có. Ta sợ chàng ấy không tìm được ta. Ngày ngày ta đứng bên gốc mộc miên đó, lại chờ đợi. Cuối cùng, ta nhận được tin chàng. Chàng ấy đã chết. Khi ta bỏ ra một lượng vàng lớn để mua hết lục diện, ta mới biết Lý Trị vốn không phải mất mạng vì trúng độc. Chàng ấy ở Sơn Trang đã bị mấy tên cao thủ lén lút sát hại. Ý của tỷ là kẻ giết chết Lý Đại Gia chính là Hoa Diễn, Thẩm Lân và A Kiệt. Không sai, chính là bọn chúng. Chính bọn chúng đã giết tân lang của ta. Mối thù này nhất định phải được trả bằng máu. Ta muốn dùng thanh đao của chàng ấy tặng ta, dùng võ công của chàng ấy để báo thù. Lý gia song đao cô đã luyện rất lâu rồi phải không? Ta đã chờ đợi đằng đẵng suốt 8 năm. Cuối cùng ta cũng đặt chân đến Hàn Nguyệt Sơn Trang. Chua xót thay, nơi mà trong mơ ta vẫn mong được đến, lại trở thành nơi chỉ có chết chóc và giết hại. Thư mời của A Kiệt và Thẩm Lân là do ta gửi. Tin của Quan Môn Vô Thường cũng là do ta tung ra. Mục tiêu đầu tiên của ta là A Kiệt, làm gì hắn quá thông minh. Ta không thể để cho hắn cơ hội nào. Hắn đến chết cũng không biết Lý Trì đã truyền cho ta bí kíp phản thủ đao. Giết người phải đền mạng. Hắn còn tưởng bị quan hồn của Lý Trì giết chết. Giết Hoa Diễn thì nhẹ nhàng hơn, vì hắn không hề đề phòng. Giết người ắt phải đền mạng.
để làm nhiễu loạn thông tin. Ta đã tạo ra hiện trường giả di chuyển xác chết, đúng y như lời của Giản công tử. Ta đã mặc y phục của Hoa Diễn, đóng giả thành xác chết của hắn để lừa Dương Tiểu Trước, sau đó chạy về Sơn Trang trước hắn. Không xong rồi, không xong rồi, đại sư huynh chết rồi. Không xong rồi, có án mạng, có án mạng. Thẩm Lân rất nhạy bén, hắn dự đoán được việc mưu sát Lý Trì năm xưa sắp bại lộ, nên vội vàng trốn chạy khỏi Sơn Trang. Hắn nghĩ hắn có thể chạy thoát ư? Đó chính là cơ hội tốt nhất để ta giết chết hắn. Giết người ắt phải đền mạng. Ba kẻ này đều là những kẻ đáng chết. Ta vốn tưởng việc ta làm trời không biết, đất không biết, không ngờ nửa đường thì gặp phải ngươi. Chỉ một chút mồ hôi và trúng độc đã có thể tìm ra sự thật. Đúng là tuổi trẻ tài cao, ngươi xuất hiện sớm trên giang hồ thì tốt biết bao. Vì vậy ta sẽ sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của Lý Trì, chứ không đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy. Chỉ có thể trách vụ thảm án 8 năm trước xảy ra quá sớm. Thù tỷ đã báo, không nên lạm sát người vô tội nữa. Bỏ đao xuống đi. Người bỏ đao xuống trước đi. Xem ra Triển cô nương đã biết rung động. Hãy thả huynh ấy ra. Thả ra đi. Ta Ô Linh Nhi sẽ không giết người vô tội. Giản công tử, nếu ngươi là trinh thám, ta lại cho ngươi thêm một manh mối. Năm đó giết Lý Trì còn có một kẻ nữa. Hắn không ở đây. Người nói còn kẻ thứ tư. Với võ công thâm hậu của Lý Trì, ông ta không dễ gì trúng độc. Cho dù ba cao thủ hạng hai như bọn chúng có mạnh cỡ nào, cũng không thể giết chết được chàng. Ta khổ luyện đao pháp nhiều năm như vậy, vết thương nào do chàng ấy tạo nên, ta chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Lý Trị song đao danh bất hư truyền hàng trăm năm. Chính thủ đao kết hợp phản thủ đao mới là đao pháp hoàn chỉnh của Lý Thị, mới là tuyệt kỹ của Hàn Nguyệt Sơn Trang nổi tiếng khắp Yến Sơn. Người muốn chối bỏ Hàn Nguyệt Sơn Trang thì sẽ bị chính Sơn Trang chối bỏ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Lúc đại ca ta chết, bên cạnh vẫn còn mang cái này, là của ngươi phải không? Nếu không phải ông ấy từ bỏ Sơn Trang, thì hôm nay đã phải khác rồi. Tiền bối, ông tiểu huynh đệ, nếu bỏ đao xuống, ngươi cũng sẽ nếm mùi đau khổ như ta.
Người trong giang hồ có nhiều thứ không thể quyết định được. Cái này ta đã sớm chấp nhận. Tiểu chức, hãy hợp táng cho cô ấy với sư bá của người. Dân. Vị xin cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. Nào, chúng ta ra sao nói chuyện. Dân. Giản công tử. À đúng rồi, Triển cô nương, hãy ở đây chờ ta. Ta cần nói với Lý Nhị Gia vài câu rồi sẽ quay lại. Giản công tử, đây có thể là lần cuối ta và huynh gặp nhau. Cô nương, cô nói gì vậy? Lẽ nào cô cứ như vậy mà đi? Chờ ta. Xin lỗi Giản công tử, ta không thể chờ huynh. Ta là kẻ không có tương lai, sớm muộn gì cũng bị giết chết. Sau khi rời khỏi nơi này, huynh sẽ còn gặp những cô nương khác. Có thể lúc đó ta đã chết. Huynh sẽ quên ta phải không? Triển cô nương, lúc nãy ngang qua hoa viên mới thấy rằng hoa ở sơn trang thật đẹp. Ta muốn tặng cho cô nương. Một thám tử tặng hoa cho một sát thủ. Có cô nương nào không thích hoa cơ chứ? Ta sẽ quay lại ngay. Giản công tử, ta e rằng ta không chờ được nữa. Tại sao? Ta còn có việc khác. Cô phải đi giết ai sao? Giang hồ rộng lớn như vậy, làm sao ta có thể gặp lại cô? Muốn gặp ắt sẽ có cách. Giản công tử, nhị gia đang chờ người. Huynh đi đi, hẹn gặp ngày sau. Giản công tử, xin bảo trọng. Triển cô nương, đao pháp của Lý gia thật sự là bảo vật truyền đời. Ở đây có ta và đại ca ta, cả đời dành cho việc hoàn thiện chính phản đao pháp. Có thể nói đó là bí kíp đao pháp tuyệt đỉnh thiên hạ.
ta bây giờ là tội nhân. Mai ta sẽ đến quan phủ đầu thú. Đao phổ và sơn trang này giao lại cho ngươi. Cái này tại hạ không thể nhận. Ta không con cái. Hoa Diễn cũng đã chết. Xem như là ông trời đã trừng phạt ta. Ta đã dặn dò kẻ ăn người ở trong sơn trang, hãy hoàn thành tâm nguyện của ta. Thôi được, tại hạ đành nhận vậy. Nhưng tại hạ không thể ở đây. Tại hạ còn phải đi điều tra vụ thảm án năm xưa ở Thần Cơ Cốc. Hơn nữa tiền bối đã hứa với tại hạ sẽ nói cho tại hạ nghe về Dương Quả. Sự việc đã xảy ra cách đây 8 năm. Sao ngươi cứ cố chấp như vậy? Hơn nữa ngươi đang trúng cá hàng độc và cổ độc. Cơ thể rất suy nhược. Bây giờ là lúc nên tìm cách giải độc. Tiền bối, tại hạ không cố chấp. Do vụ án vẫn còn uẩn khúc, quyết chiến năm xưa ở Thần Cơ Cốc vẫn còn là ẩn số chưa giải đáp được. Một ngày chưa tìm ra câu trả lời là một trinh thám tại hạ không thể không điều tra. Hơn nữa tại hạ phát hiện ra giang hồ ngày càng cần những người như cha tại hạ. Tại hạ cũng hiểu hơn tình thân, tình yêu và thù hận. Trong cuốn sổ ghi chép của ông ấy, ngươi quả là rất giống cha ngươi. Trưởng thành rồi đấy. Đến đây, để ta xem trưởng thành như thế nào rồi. Sao vậy tiền bối? Mặt ngươi sao lạnh vậy? Tay tiền bối cũng rất lạnh. Con à, thật ra trong bốn người chúng ta, tiền bối, tiền bối, tiền bối, Lý Nhị Gia, Giảng Huynh có chuyện gì vậy? Cao thủ có thể ra tay sát hại Lý Nhị Gia trên giang hồ không có nhiều. Xem ra có kẻ không muốn ta tìm ra chân tướng. Vậy thì làm thế nào? Lý Nhị Gia đã chết. Còn có xảo thủ đường của Sới Bạc Thường Lạc, Dương Lão Đại của Tiêu Cục Tam Thông, Lãng Tử Bạch Thảo Chiết là những kẻ may mắn sống sót sau khi trải qua trận chiến ở Thần Cơ Cốc. Chúng ta đi hỏi từng người. Ta tên Minh Nguyệt, là người duy nhất có tên ở thập sát môn. Tên là do đại ca ta đặt. Huynh ấy đã mất 15 năm trước, chỉ để lại cho ta cái tên đẹp. Huynh ấy bảo Nguyệt nghĩa là ta sinh trong bóng tối, nhưng cần tỏa sáng để xua tan bóng tối. Năm đó ta 5 tuổi, trong giới giang hồ đều biết tiếng tăm của thập sát môn. Họ nghĩ rằng tất cả những kẻ ở thập sát môn đều là sát thủ. Kỳ thực không phải thế. Thập sát môn chia làm hai nhóm là triển bộ và danh bộ.
Hành vi của Truyện Bộ gồm các sát thủ, bọn họ thực thi các mệnh lệnh ám sát và hành thích. Còn thành viên nhóm Danh Bộ thì thường trà trộn trong giang hồ. Bọn họ không giết người manh động, nhưng khi các sát thủ cần thì họ sẽ làm nhiệm vụ tình báo, là đầu não của thập sát môn. Thiếu môn chủ, mỗi nhóm người đều có những rắc rối riêng. Rắc rối của Triển Bộ hiện là có một sát thủ tên Triển Thập Thất đã phản bội Đào Tẩu. Những sát thủ mà Triển Bộ phái đi để truy sát cô ta đều chết hết. Môn chủ, Minh Nhi ngồi đi. Dân. Triển Thập Thất đó lợi hại vậy sao? Trong trí nhớ của ta, ả là một sát thủ biết nghe lời. Không ngờ một phản đồ lại gây ra cho chúng ta nhiều phiền toái như vậy. Lần này sát thủ được phái đi là Triển Thập Ngũ. Võ công vượt bậc so với Triển Thập Thất, hắn sẽ không thất bại đâu. Các ngươi lui xuống đi. Người này tên Triển Tứ, là bằng hữu tốt nhất khi ca ca ta còn sống. Sau khi ca ca ta chết, huynh ấy đã thay hình đổi dạng thành một xác chết di động như bây giờ. Huynh ấy nói sát thủ là kẻ gần nhất với cái chết. Đã thế chi bằng gần hơn chút nữa. Triển Tứ, ngươi định ngủ đến lúc nào? Ta thấy việc này không thành. Tại sao không thành? Các người vừa có một quyết định sai lầm. Nói kỹ hơn xem. Triển Thập Ngũ không thể giết chết Triển Thập Thất. Cử hắn đi chỉ thêm lãng phí một sát thủ mà thôi. Ta đã nói rồi, đừng tin vào bảng xếp hạng của Triển Thập Thất. Với võ công của ả, ai đi cũng đều đi vào chỗ chết. Tất nhiên thập sát môn xưa nay không thiếu sát thủ. Cho dù có chết nhiều hơn thế, cũng sẽ có rất nhiều sát thủ trẻ bổ sung. Các ngươi cử ai đi ta không cần biết. Sao vừa nãy ngươi không nói? Ta chẳng muốn nói phí lời. Vậy ngươi thấy nên chọn ai? Tiêu diệt Triển Thập Thất, lẽ nào phải chính ngươi ra tay? Không cần, ta đã thấy kẻ phù hợp. Cô ta phù hợp nhất để kết thúc chuyện này. Ai? Triển Thập Nhị, một tay Triển Thập Thất đào tạo nên. Hy vọng Triển Thập Ngũ chưa chết. Cử một kẻ chuyên dùng ám khí đi trừ khử một kẻ chuyên dùng ô. Vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Đây chính là rắc rối của Triển Bộ. Phiền toái của Danh Bộ là ngươi biết càng ít càng tốt. Minh Nguyệt rất giỏi trong vụ này, lại liên quan đến ca ca đã chết của ngươi. Không, ta không đồng ý. Chúng ta phải đi xuống phía nam, đi núi HO tìm HO nương nương. Hãy tìm cách giải độc trùng người đang mắc đi. Bọn ta sẽ đến sới bạc ở Thường Lạc tìm xảo thủ đường trước. Đừng nói bậy nữa, sức của ta còn có thể trụ đến hơn một năm sau. Chờ bọn ta đến sới bạc điều tra rõ chân tướng, rồi hẳn đến núi HO được không? Lời ngươi nói ai mà tin được chứ? Ngộ nhỡ ngươi phát bệnh thì làm sao? Sới bạc Thường Lạc chả phải gần hơn sao? Gần cũng không thể đi, nửa đường xảy ra chuyện gì ta làm sao? Chờ đã, ngươi có nghe thấy tiếng bước chân không? Có một tiếng bước chân nhưng không thấy người. Một thanh niên mặc áo bào màu xanh cùng một người tay cầm đại đao đang đi đến. Có lẽ liên quan đến sự việc ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hãy chờ xem. Thì thầm cái gì? Xuống đây. Người giác đại đao hành vi thô lỗ. Giảng huynh, hắn đang ám chỉ ta sao? Hình như thế. Xuống đây. Xem ra các ngươi từ Hàn Nguyệt Sơn Trang đến, bên trong tình hình thế nào? Hãy nói rõ ta nghe, không được bỏ sót chi tiết nào. Ngươi là ai? Sao ta phải nói cho ngươi biết? Phán quan thư sinh Mão, chỉ cần có một quyển sổ tay là có thể ghi chép toàn bộ chuyện thiên hạ. Ngươi đã từng nghe chưa? Lục diện thì có xa lạ gì? Trước đây cha ta đã từng nói, lục diện đó nuôi rất nhiều hươu, rất đẹp. Lại để sừng hươu đựng đại đao. Trí nhớ tồi, đầu óc ngu si, lại không biết phép tắc. Ngươi là vua Dụng Dương Ốc Sơn, quý danh Triệu Ngã Hoàng. Sao ngươi biết bản dương? Cha ngươi khi ở tủ lầu của Triệu gia đã từng nói những thứ hay có được trong sách đều mua từ chỗ bọn ta về. Mua về
Không phải, trong lục diện chúng ta, chuyên ghi chép tất tần tật mọi sự của thiên hạ. Mỗi nhân vật trên giang hồ đều có lưu lại tiểu sử. Những nhân vật tiếng tăm thì được đưa vào những bức tranh truyền thế. Những kẻ không nổi danh lắm cũng có ghi chép khá cụ thể. Tuy nhiên đôi khi do công việc quá nhiều hoặc đột ngột, không kịp đến tận nơi, chúng ta đành phải thăm dò, hỏi han để xác thực. Bất cứ thông tin nào ngươi đều có ghi chép phải không? Đa số đều có. Thế ta muốn hỏi thảm án 8 năm trước xảy ra ở Thần Cơ Cốc. Nếu ngươi muốn hỏi về việc đó thì ta không giúp được rồi. Sao có thể vậy cơ chứ? Bởi vì lúc đó, lục diện lúc đó đã cử 3 trưởng lão cao nhất để chứng kiến và ghi lại sự việc. Nhưng kết quả không ai sống sót trở về. Đây là nỗi đau của lục diện chúng ta. Thì ra không phải bọn họ kém bản lĩnh. Cái này cũng không được. Cho ngươi một cơ hội để chứng minh bản thân. Biết hắn là ai không? Lam bào hắc kiếm, rất khôi ngô, nhưng sắc mặt hơi kém. Xin chào cốc chủ Thần Cơ Cốc Giảng Bất Tri. Được đấy, cũng ra dáng lắm. Quá khen. Đệ nhất Mỹ Nam ở lục diện ta, Tư Mã Đương. Cái tên này nghe sao buồn cười thế. Thần y chuyên chữa ngựa chết thành ngựa sống mà. Dừng ngay, đừng viết lên đó gì cả. Ta chỉ đùa ngươi thôi, không được sao? Dáng vẻ tuấn tú, khinh công lợi hại. Sử quan ở lục diện này đều phải biết võ công, nhưng lại dễ dàng bị kẻ khác giết người diệt khẩu. Khinh công giỏi giúp chúng ta có thể sống sót trên giang hồ. Tại sao lại gọi là lục diện mà không gọi là kiếp diện? Mãn khẩu. Giảng công tử, các người cần đi đâu? Chúng ta cần đến Sới Bạc Thường Lạc tìm Xảo Thủ Đường. Ngươi có tin tức gì của hắn không? Nói về Xảo Thủ Đường, ta có rất nhiều tin xấu về hắn. Các ngươi cần đi tìm hắn, nên đưa ta đi cùng. Được thôi. Làm gì thế, còn mua bám theo bọn ta ư? Đưa ta theo sẽ có ích đấy. Ích gì? Chuyện trên giang hồ ngươi không biết rõ bằng ta đâu. Biết không? Xảo Thủ Đường bây giờ không còn ở Sới Bạc Thường Lạc. Thế hắn đi đâu? 2 năm trước hắn đã đến một hòn đảo tên là Khôi Lỗi Đảo. Không bao giờ quay về nữa. Khôi Lỗi Đảo, đúng lúc cũng phải đến để xác thực một số vấn đề. Chúng ta cùng đi. Hòn đảo đó cách đây bao xa? Cũng không xa. Đi thuyền mất nửa tháng là tới. Nhưng nghe nói ở đó tà khí rất nặng. Thế chúng ta cùng đi. Mười lăm năm trước đã xảy ra một sự bất ngờ. Thân phận danh nghĩa của anh trai cô bị bại lộ. Phàm là người của danh bộ khi thân phận bị phơi bày, không những cả giang hồ đều tìm cách truy sát đến cùng, mà thập sát môn cũng đành bỏ mặc. Huynh ấy chỉ có một con đường chết. Phải, đại ca con biết khó mà sống được. Nhưng trong tay nó còn giữ một danh sách mà danh bộ chỉ có duy nhất một quyển. Danh sách này nếu để lọt vào tay kẻ khác, người của danh bộ được cài vào các môn phái trong võ lâm sẽ bị lộ chân tướng. Trước khi anh con bị bắt, đã cầu xin bằng hữu của nó là Khôi Lỗi Lý giấu danh sách vào một mẫu thủy tinh và nhờ Khôi Lỗi Lý bảo quản giúp. Anh con trong lúc trốn chạy đã chết dưới thiết chưởng của một cao thủ. Năm đó huynh ấy vừa tròn 20 tuổi. Sau khi việc này lắng xuống, ta đã phái người đến tìm Khôi Lỗi Lý lấy mẫu thủy tinh đó về, nhưng phát hiện ra đã mất tích trên giang hồ. Bẵng đi đã hơn 10 năm. Nghe nói bây giờ hắn ở ẩn cư trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, tự mình đặt tên là Khôi Lỗi Đảo. Khôi Lỗi Đảo. Sau khi biết được tin này, ta đã phái danh thập mà ta tin tưởng nhất ra đảo tìm hiểu thật hư. Không ngờ cả năm trời không thu thập được gì. Chả trách danh thập lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện lại. Thì ra là đã đến đó. Bất luận danh thập còn sống hay đã chết, danh sách ở mẫu thủy tinh đó phải được tìm thấy. Nó trôi dạt bên ngoài ngày nào thì thập sát môn vẫn ngàn cân treo sợi tóc. Con hiểu rồi. Chúng ta nhất định phải phái người đi Khôi Lỗi Đảo. Phái Danh Bác và Triển Thập Lục đi. Triển Thập Lục thì được, nhưng Danh Bác chưa thích hợp lắm. Chi bằng hãy để con đi. Minh Nguyệt, chúng ta không biết gì về Khôi Lỗi Đảo. Con đi thì quá mạo hiểm, nhưng thủy tinh đó là do đại ca con để lại.
con phải mang nó về. Danh nhị ở thứ hạng cao đến đâu thì cũng chỉ là thành viên của thập sát môn. Đây là lời người nói. Con không nên thấy có lỗi với đại ca con. Phụ thân, con sẽ cố gắng trở thành một quân bài hữu dụng, tiện thể mang mẫu thủy tinh đó về. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, con xin nhận tội. Được, thế thì con đi cùng Triển Thập Lục. Nhớ kỹ, phàm kẻ nào biết bí mật của mẫu thủy tinh đều giết miễn bàn. Thế xảo thủ đường, cái tên béo béo ấy. Đúng, tên béo ấy. Hắn rất mê vàng bạc châu báu. Hình như vậy. Hắn có bàn tay còn thiếu ngón áp út không? Ta đâu có rảnh mà quan sát kỹ vậy. Mỗi ngày người đi thuyền qua lại rất nhiều, không thể để ý hết được. Thế hắn có nói với ông hắn đến làm gì không? Còn làm gì nữa? Tất nhiên là đoạt bảo vật. Ai giải đáp thắc mắc về đảo chủ Khôi Lỗi Lý? Tất cả ngọc ngà châu báu, đồ trang sức đều có thể lấy đi. Thế Khôi Lỗi Lý này rốt cuộc là người như thế nào? Ta đã từng gặp, trông rất quen. Hắn là người tốt, không màng vàng bạc châu báu. Sao nói nhiều thế nhỉ? Biến qua một bên. Giảng huynh, ta thấy có gì sai sai. Tư Mã Đương nói rằng tên xảo thủ đường là một kẻ không chịu ngồi yên. Hắn ở một nơi cùng lắm 3 ngày. Huynh nói xem, nếu chúng ta đến đảo, hắn lại không ở đó thì chẳng phải phí công sao? Không lãng phí đâu. Khôi Lỗi Lý có rất nhiều châu báu. Giảng huynh, nhưng chúng ta chỉ có một cái mạng. Nếu chúng ta lên đảo mà xảo thủ đường không ở đó, thì chúng ta ngồi thuyền về lại, rồi đi đến Hắc Ô Lĩnh cũng đâu muộn. Huynh thề đi. Ta thề. Thề. Ta xin hứa. Trước tiên hãy đến Y Châu tìm Bạch Thảo Chiết Đại Hiệp, cũng khả thi đấy. Sau đó đi Ngưu Cương. Công huynh sao lại như thế? Đã hứa rồi còn lại dở quẻ. Ta thấy đường đường là hai đấng nam nhi mà lại thề thốt, thật là. Ta thấy có sao đâu. Chỉ có việc chúng ta chuẩn bị ra đảo mới chẳng ra làm sao. Những chuyện khác khoan hãy nhắc đến đã. Huynh hãy nhìn đám người trên thuyền, đâu có giống người, chẳng phải nhìn như ma quái hết cả sao? Nhìn kẻ cầm móc câu kìa, chẳng phải giống kẻ ở bên cạnh Diêm Dương sao? Tiểu quỷ cầu hồn phải không? Cô gái kia nhìn cũng rất hiểm ác. Ai mà dám lấy cô ta? Cả đời hắn sẽ giống kẻ kia, thành con sâu rụng. Bọn chúng nếu sinh thêm con thì cũng giống như người kia. Huynh thấy có đúng không? Huynh đừng đứng đó mà nói bậy bạ. Thế huynh nói những kẻ trên thuyền đều tốt như chúng ta sao? Huynh lại có xấu xa thật cũng vậy. Vị huynh đài à, đừng có nhìn người qua vẻ bề ngoài. Có người đâu, toàn ma quỷ thì có. Ta thấy huynh nói có lý đó. Triệu huynh, huynh có cảm thấy mùi sát khí không? Sát khí, lũ đàn bà thối. Mau xin lỗi. Đại ca ta đã xin thứ lỗi rồi. Ta muốn cô tự mình xin lỗi ta. Phải liếm sạch hết những thứ đã nôn ra. Nếu không đừng trách ta không khách sáo. Ta xin lỗi là đã nể mặt ngươi lắm rồi. Đừng có không biết điều. Nói thế có nghĩa là ta phải cảm ơn cô rồi. Cho ta lý do để giết người. Xin lỗi, móc trúng tay ta. Tránh ra. Ta phải giết người. Tránh ra. Được. Một nữ nhân, một đứa trẻ, bắt nạt bọn họ, phỏng có thú vị gì? Thế thì ta chỉ có thể giết người thôi. Cảm ơn đã cho ta lý do để giết người. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, mọi người đều phát tài. Bớt nóng đi, bớt nóng đi. Đừng đánh nữa, đến Khôi Lỗi đảo rồi. Thank you.
说再见。